Vừa qua, thành đoàn ban thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Hành trình thanh niên thành phố với biển đảo Tổ quốc năm 2023 tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận với nhiều hoạt động thiết thực. Các bạn sinh viên đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố đã đến trao tặng quà cho các gia đình chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang, trao quà học bổng cho các thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên đảo tổ chức một chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh, một chương trình tuyên truyền pháp luật về biển đảo Việt Nam và thông lệ quốc tế, tổ chức một chương trình sinh hoạt thiếu nhi, tư vấn hướng nghiệp chọn nghề cho học sinh trung học phổ thông, trao đổi về các mô đun bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và khảo sát các nội dung công trình, phần việc chuẩn bị cho các hoạt động tình nguyện hè năm 2023 chương trình Hành trình thanh niên thành phố với biển đảo Tổ quốc năm nay là một trong những nội dung trong chương trình ký kết phối hợp hoạt động giữa Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đoàn Bình Thuận giai đoạn 2022-2027. Hàng năm, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai hoạt động lớn là Hành trình thanh niên thành phố với biển đảo Tổ quốc và các hoạt động tình nguyện hè tại đảo Phú Quý. Các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên sẽ thực hiện các hoạt động tuyên truyền, an sinh xã hội, hoạt động đồng hành cùng thanh niên, sinh viên, học sinh hỗ trợ tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường, xây dựng đảo xanh. Trong đó có các công trình thanh niên trọng điểm như thực hiện bê tông hóa các tuyến đường trọng điểm, thắp sáng và trang bị hệ thống bản tuyên truyền dọc tuyến đường trong khu dân cư, lắp đặt các hệ thống thắp sáng năng lượng mặt trời tại các khu sinh hoạt văn hóa công cộng của đảo, thực hiện cải tạo khuôn viên trường cho học sinh trên đảo, trang bị thiết chế cho phòng sinh hoạt cộng đồng, thực hiện công trình thư viện công cộng thông minh tại đảo Phú Quý thực hiện công trình đèn năng lượng mặt trời thắp sáng khuôn viên và tuyến đường dẫn đến cột cờ tổ quốc tại đảo và các công trình phụ trợ như bồn hoa, ghế đá, trao tặng một sân bê tông tại cột cờ chủ quyền tại đảo Phú Quý để phục vụ tổ chức các hoạt động sự kiện của đoàn, của quyện. Các hoạt động sẽ góp phần phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, chuyên môn của đoàn viên, hội viên, sinh viên thành phố Hồ Chí Minh trong tham gia thực hiện các nội dung công trình, phần việc cụ thể, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc, lan tỏa hình ảnh đẹp tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố